Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1. Kết quả cần đạt: trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm, viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ chính xác, lập luận hợp lý để thể hiện những ý kiến chân thực của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học. Một la mã hướng dẫn chung. Đây là bài kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1. Đề bài gồm 2 phần. Phần thứ nhất có 12 câu hỏi trắc nghiệm. Những câu hỏi trắc nghiệm này được ra trong phạm vi kiến thức và kỹ năng cơ bản về tiếng Việt và văn học mà anh chị đã học ở học kỳ 1. Phần thứ hai, phần tự luận, gồm khoảng 2-3 đề làm văn, bao gồm cả nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Học sinh được chọn một trong các đề đó để viết bài. Điểm tối đa dành cho phần trắc nghiệm là 3 và phần tự luận là 7. Để bài viết đạt kết quả tốt, anh chị cần làm các công việc sau. 1. Đọc lại những tác phẩm, đoạn trích đã học ở phần văn học và bài giảng của thầy giáo, cô giáo. Ghi lại những ý kiến, những đánh giá, những điều muốn bàn luận của mình về toàn bộ hoặc về từng mặt, từng khía cạnh trong tác phẩm, đoạn trích. 2. Ôn luyện những kiến thức và kỹ năng đã học về tiếng Việt để trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm và luyện cách viết, cách diễn đạt chính xác, rành mạch, chặt chẽ hơn. 3. Ôn luyện phương pháp làm bài kiểm tra trắc nghiệm. 4. Ôn lại những kiến thức và kỹ năng làm văn nghị luận đã học ở trung học cơ sở và nhất là ở học kỳ 1, lớp 11. Chú ý rèn luyện thêm những khâu mà anh chị cảm thấy bản thân mình còn yếu. Ở khâu phân tích đề, lập dàn ý hoặc tìm lý lẽ, dẫn chứng, vận dụng kết hợp các thao tác lập luận hoặc ở khâu diễn đạt. Hai la mã gợi ý đề bài. Phần trắc nghiệm 3 điểm. 1. Người viết Chiếu Cầu Hiền là ai? A. Lê Thánh Tông. B. Thân Nhân Trung. C. Quang Trung. D. Ngô Thì Nhậm. 2. Phẩm chất chủ yếu nào của người nông dân được Nguyễn Đình Chiểu ngợi ca trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc? A. Cần cù, giản dị. B. Chịu thương, chịu khó. C. Dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì tổ quốc. D. Lập chiến tích vẻ vang. 3. Tác phẩm nào đã nói lên sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ? A. Tự Tình, bài 2. B. Khóc Dương Khuê. C. Thương Vợ. D. Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc. 4. Trong số những văn bản dưới đây, văn bản nào được viết theo thể hát nói? A. Bài ca ngắn Đi Trên Bãi Cát. B. Lẻ Ghét Thương. C. Dịnh Khoa Thi Hương. D. Bài ca Phong Cảnh Hương Sơn. 5. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8 1945 phát triển dưới chế độ xã hội nào? A. Phong kiến. B. Thực dân phong kiến. C. Thực dân nửa phong kiến. D. Nửa thực dân, nửa phong kiến. 6. Vì sao Viên Quản Ngục trong Chữ Người Tử Tù nhận mình là kẻ mê muội? A. Đã không thấy hết tài viết chữ của ông Huấn Cao. B. Đã không nhận rõ lẽ sống cao đẹp của con người. C. Để tỏ lòng tôn kính đối với người cho chữ. D. Để tỏ thái độ khiêm tốn, nhún nhường. 7. Trong đoạn trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia, tiếng cười trào phúng và lòng căm phẫn của tác giả Vũ Trọng Phụng nhằm vào đối tượng nào? A. Những kẻ còn giữ thói phong kiến hữu lậu. B. Những kẻ đua đòi tân thời Âu hóa. C. Những kẻ vì ham của hợm của mà mất hết tình người. D. Cả ba ý trên. 8. Những lời nói cuối cùng của Chí Phèo thể hiện tâm trạng nào? A. Khao khát sống. B. Liều chết. C. Căm hờn khi thấy mình đã bị lưu manh hóa. D. Uất ức tuyệt vọng vì bị cự tuyệt quyền làm người. 9.
dòng nào nêu đầy đủ và chính xác tác dụng của việc sử dụng thành ngữ. A. Sinh động, hàm súc, gần gũi với người lao động. B. Hàm súc, giàu hình ảnh, cảm xúc, gần gũi với người lao động. C. Sinh động, hàm súc, giàu hình ảnh, cảm xúc. D. Gần gũi với người lao động, sinh động, giàu hình ảnh, cảm xúc. 10. Trong đoạn thơ, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Trần Tế Xương, thương vợ, có mấy thành ngữ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 11. Trong hai câu thơ, mỏ thảm không khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om, Hồ Xuân Hương tự tình, bài 1, có hiện tượng sử dụng từ ngữ theo phương thức chuyển nghĩa nào? A. Ẩn dụ. B. Hoán dụ. C. Mở rộng phạm vi nghĩa. D. Ẩn dụ và hoán dụ. 12. Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác những thành phần câu có tác dụng liên kết ý trong văn bản? A. Chủ ngữ, thành phần phụ chú, trạng ngữ chỉ tình huống. B. Chủ ngữ trong kiểu câu bị động, khởi ngữ, trạng ngữ chỉ tình huống. C. Chủ ngữ, thành phần phụ chú, khởi ngữ. D. Khởi ngữ, thành phần phụ chú, trạng ngữ chỉ tình huống. Phần tự luận, 7 điểm, chọn một trong hai đề. 1. Bàn về lợi ích và hứng thú của công việc tự học. 2. Nêu ý kiến của anh chị về chủ đề của truyện ngắn Hai đứa trẻ. Theo anh chị, đó là câu chuyện về một ngày tàn, một phiên chợ tàn và những cuộc đời tàn tạ, hay là câu chuyện về niềm khát khao vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn? Ba La Mã gợi ý cách làm bài. Phần trắc nghiệm. 1. Vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để trả lời chính xác các câu hỏi. Chú ý, mỗi câu chỉ có một phương án đúng. 2. Bình tĩnh làm từng câu, câu nào biết chắc chắn thì làm trước, câu nào còn hồ nghi phân vân thì để lại làm sau. 3. Suy nghĩ cẩn thận, không hấp tấp để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. 4. Tránh những sai sót về kỹ thuật làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Phần tự luận. 1. Đọc kỹ đề bài để xác định rõ. Đề bài yêu cầu phải trình bày ý kiến của bản thân về sự vật, hiện tượng, vấn đề hoặc về tác phẩm, đoạn trích nào. Những ý kiến đó cần đạt những yêu cầu cụ thể gì? Phù hợp với đề bài, với lẽ phải, với sự thật của đời sống hay tác phẩm? Chân thành, không giả tạo, không khuôn sáo, được bộc lộ rõ ràng, chặt chẽ, có sức thuyết phục lý trí và tình cảm của người đọc. 2. Tìm và chọn hệ thống luận điểm, luận cứ đáp ứng được các yêu cầu đó. 3. Xây dựng dàn ý sao cho các ý kiến của mình được nổi bật lên ở bài làm. Phần mở bài phải giới thiệu được đề tài nghị luận và gây được hứng thú cho người đọc. Phần thân bài phải lần lượt trình bày các luận điểm, luận cứ theo một tiến trình lập luận hợp lý, chặt chẽ. Cần chú ý sử dụng kết hợp các thao tác lập luận, phân tích, so sánh để bài văn thêm sức thuyết phục. Phần kết bài phải thâu tóm được tinh thần và nội dung cơ bản của bài làm, đồng thời lưu lại những suy ngẫm sâu xa trong người đọc. 4. Chú ý không mắc lỗi về diễn đạt, chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Cố gắng sử dụng hợp lý, sáng tạo các quan hệ từ, cách chuyển ý, chuyển đoạn, các biện pháp tu từ để các câu đoạn văn thêm chặt chẽ và hấp dẫn. Đọc thêm. Tự học là một cái thú. Trích. Ta không thể ghét sự tự học được, nó là một cuộc du lịch. Rousseau và Hugo, hai văn hào ở Pháp, đều ca tụng thú đi chơi bộ. Rousseau nói, lúc nào muốn đi thì đi, muốn ngừng thì ngừng, muốn vận động nhiều hay ít, tùy ý. Cái gì thích thì nhận xét, cảnh nào đẹp thì ngừng lại, chỗ nào tôi thấy thú thì tôi ở lại, hễ thấy chán thì tôi đi. Tôi chỉ tùy thuộc tôi được hưởng tất cả sự tự do mà một con người có thể hưởng được. Còn Hugo thì viết,
người ta được tự chủ, tự do, người ta vui vẻ. Người ta đi, người ta ngừng, người ta lại đi, không có gì bó buộc, không có gì can ngăn. Cái thú tự học cũng giống như cái thú đi chơi bộ ấy. Tự học cũng là một cuộc du lịch bằng trí óc, một cuộc du lịch say mê gấp trăm du lịch bằng chân, và nó là du lịch trong không gian lẫn thời gian. Những sự hiểu biết của loài người là một thế giới mênh mông, kể làm sao hết được những vật hữu hình và vô hình mà ta sẽ thấy trong cuộc du lịch bằng sách vở. Ta cũng được tự do, muốn đi đâu thì đi, ngừng đâu thì ngừng. Bạn thích cái xã hội ở thời Đường bên Trung Quốc thì đã có những thi nhân đại tài Tả Viên, Dạ Minh Châu của Đường Minh Hoàng, khúc Nghê Thường Vũ Y của Dương Quý Phi cho bạn biết. Tôi thích nghiên cứu đời con kiến, con sâu, mỗi vật là cả một thế giới huyền bí đấy, bạn ạ. À, thì đã có Fabre và hàng chục nhà sinh vật học khác sẵn sàng kể chuyện cho tôi nghe một cách hóm hỉnh hoặc thi vị. Đương học về kinh tế, thấy chán những con số ư, thì ta bỏ nó đi mà đi coi cảnh hồ Ba Bể ở Bắc Cạn, hay cảnh núi non ở Thụy Sĩ, cảnh trời biển ở Hawaii. Hoặc không muốn học nữa thì ta gấp sách lại, chẳng ai ngăn cản ta cả. Ta lại được quyền lựa chọn giáo sư. Ta đương học mà bỏ ngang, họ không hề giận. Lúc khác muốn học lại thì họ vẫn sẵn sàng chỉ bảo. Giáo sư của ta nhiều vô kể, ta tha hồ lựa chọn. Họ sống đồng thời với ta, hoặc trước ta cả chục thế kỷ, ở ngay trong xứ ta, hoặc cách ta cả vạn cây số. Hết thảy đều tự thân đem những tinh hoa nhất của họ ra dạy ta, mà đối với ta lễ phép và ôn tồn thân mật như bạn bè. Nào phải họ chỉ dạy ta mà thôi, họ còn an ủi ta nữa, kể lể tâm sự với ta. Ta thấy trong nỗi buồn khổ, lo lắng của họ, nỗi buồn khổ, lo lắng của ta, và ta hiểu rằng chúng ta không phải cô độc trong thế giới này. Tự học còn là một thú vui rất thanh nhã, nó nâng cao tâm hồn ta lên. Ta thấy như tự bắt được một cái cầu giữa tâm hồn ta và tâm hồn của các danh nhân tự muôn thuở. Các bạn còn nhớ lời của Voltaire: người siêng học lần lần tự khoác cho mình một cái tôn vọng mà chức tước của cải đều không cho được. Thiêng liêng thay sự tự học. Mỗi lần vào một thư viện công cộng, tôi đều có cảm giác rờn rợn mà lâng lâng như vào một tòa đền. Ở đấy không có hương, không có trầm, nhưng có hàng chục, hàng trăm người đang tụng niệm. Vì đọc sách có khác chi tụng kinh, và sách nào đứng đắn mà chẳng là một cuốn kinh. Theo Nguyễn Hiến Lê, tự học, một nhu cầu thời đại, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, năm 2003. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ 1. Kết quả cần đạt: thấy được ưu điểm và hạn chế trong bài kiểm tra tổng hợp về cả hai phần, trắc nghiệm và tự luận. Hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến thành công và hạn chế trong bài làm. Có ý thức phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm để đạt kết quả tốt hơn ở học kỳ 2. Ngoài những nội dung đã đề cập đến trong tiết trả bài làm văn số 1, anh chị cần lưu ý thêm những điểm sau. 1. Chú ý theo dõi thầy giáo, cô giáo chữa các câu trắc nghiệm, rồi đối chiếu với bài làm của mình xem còn có sai sót gì không. Nếu có, thì sai sót đó là do đâu? Do chưa nắm vững nội dung kiến thức, kỹ năng đã học, do cách suy nghĩ chưa chính xác, do hấp tấp chủ quan, hay do không thực hiện đúng những quy định và kỹ thuật làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Từ đó, anh chị có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho bản thân. 2. Phần làm văn trong đề kiểm tra tổng hợp ở bài này yêu cầu anh chị phải trình bày những suy nghĩ chân thành, độc lập về một hiện tượng, một vấn đề xã hội hoặc một tác phẩm văn thơ. Qua bài làm này, anh chị hãy xét xem bản thân mình còn những mặt nào yếu, thiếu quan tâm tới đời sống và văn học, không mạnh dạn suy nghĩ để có ý kiến thật của mình, hoặc không dám nói lên suy nghĩ của bản thân mà còn dựa dẫm
nghĩ theo người khác, còn lúng túng khi sắp xếp và diễn đạt ý kiến của mình. Trên cơ sở đó, anh chị có thể đặt ra những kế hoạch thiết thực để phát huy những điểm mạnh mà mình đã có và hạn chế những điểm yếu mà mình còn mắc phải. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.